Lúc đầu cháy to luôn à? Hay là lúc đầu mới... Nó cháy nhỏ thì nó chạy đến tận nhà rồi. Nó gọi thì làm sao nó kịp nữa. Cháy nhỏ mà nó nhớ vẫn mở cốt được. Sợ. Là cứ vội vàng để đi dọc cái xe thôi. Đúng bao nhiêu giờ đâu? Đúng bao nhiêu giờ đâu? Đúng bao nhiêu giờ đâu? Đúng bao nhiêu giờ đâu?